Sáng 25 tháng 10, ga Sài Gòn nhộn nhịp cảnh người mua vé về quê ăn Tết Quý Mão. Dù 8 giờ mới chính thức mở bán nhưng nhiều người đã tranh thủ đến xếp hàng, chờ mua vé từ sớm. Theo ghi nhận của phóng viên, tại ga Sài Gòn, khách đến mua vé tàu Tết đông hơn so với năm trước. Tại khu vực bán vé, vào thời điểm bắt đầu mở bán đã có hàng trăm người ngồi chờ tới lượt mua. Theo công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, Năm nay ngành đường sắt sẽ mở bán 176.046 vé tàu Tết Quý Mão, cao hơn số liệu thực tế của năm 2021 khoảng 67.000 vé. Tính đến 9 giờ ngày 25 tháng 10, tổng số vé đã được đặt là 17.368 vé, trong đó có 6.125 vé đã thanh toán. Tại ga Sài Gòn, lượng khách trực tiếp đến mua lấy vé là 300 người, còn tại ga Dĩ An và Biên Hòa có khoảng 150 khách mỗi ga. Hiện tại, hệ thống bán vé online vẫn truy cập ổn định. Bình quân thời gian giao dịch đặt vé online mất 10 đến 15 phút một giây người